Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sáng 31 tháng 7 năm 2023, người đi đường phát hiện một nam thanh niên nằm bất động tại bãi đất trống trên đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Trên quần áo của nam thanh niên có nhiều vết huyết, nạn nhân đã qua đời. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an thành phố Thuận An và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi hài, tiến hành điều tra làm rõ. Khám nghiệm cho thấy nạn nhân bị vật sắc nhọn xiên nhiều nhát từ cả phía trước lẫn phía sau, dẫn đến thiệt mạng. Hiện trường nơi phát hiện nạn nhân là hiện trường thứ hai. Hung thủ sát hại nạn nhân ở một nơi khác rồi đem đến đây vứt thi hài, hòng đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Cơ quan điều tra nhận định đây là vụ sát hại người. Nạn nhân tên là Nguyễn Trọng Cà, sinh năm 2001 tại tỉnh Hậu Giang, tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau khi xác định được nguyên nhân, các trinh sát chia thành nhiều tổ công tác đến khu vực phòng trọ mà nạn nhân tạm trú, tìm hiểu xem nạn nhân có mâu thuẫn hoặc thiếu nợ tiền bạc gì với ai không. Một tổ phối hợp với công an các địa phương tiến hành rà soát trên diện rộng nhằm sàng lọc để tìm ra đối tượng nghi vấn. Tổ công tác khác trích xuất toàn bộ camera an ninh trong khu vực để xem những đối tượng cùng phương tiện nào từng ra vào hiện trường vụ án, phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông kiểm soát chặt chẽ những cung đường từ Bình Dương đi các tỉnh để có kế hoạch truy tìm đối tượng gây án. Trinh sát xác định trong thời gian xảy ra vụ án có một số người qua lại hiện trường, trong đó nổi lên cặp đôi nghiện chất cấm là Nguyễn Thành Thông, sinh năm 2000 và Lê Thị Mỹ Anh, sinh năm 2006, cùng quê ở An Giang, tạm trú thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, là đối tượng nghi vấn nhất. Ngay lập tức trinh sát tìm đến địa chỉ mà hai đối tượng thuê trọ, nhưng cả hai đối tượng đi từ nửa đêm hôm trước không thấy về. Gọi điện thoại theo số ghi trong hợp đồng thuê phòng cũng tắt máy. Nhận định đối tượng là những kẻ gây án và chắc chắn đang trên đường lẩn trốn, Công an tỉnh Bình Dương đề nghị Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an tất cả các tỉnh thành phía Nam hỗ trợ truy bắt đối tượng. Đến trưa ngày 1 tháng 8, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trinh sát phát hiện hai đối tượng bịt kín mặt, điều khiển phương tiện có đặc điểm rất giống với phương tiện mà Thông và Mỹ Anh thường sử dụng di chuyển về hướng tỉnh Tiền Giang. Sau khi triển khai đội hình, đến tối cùng ngày, trinh sát của các đơn vị phối hợp đã tóm gọn Lê Thị Mỹ Anh và Nguyễn Thành Thông khi đang định rời địa bàn tỉnh Tiền Giang để về quê ở tỉnh An Giang lẩn trốn. Ngay trong đêm, Mỹ Anh và Thông được di lý về Bình Dương, giao cho cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục thụ lý. Tại cơ quan công an, bước đầu Lê Thị Mỹ Anh và Nguyễn Thành Thông khai nhận do cùng ham ăn chơi, hút hít chất cấm nhưng lười lao động. Cả hai đã nhanh chóng bắt sóng với nhau qua mạng xã hội, sau đó ít ngày thì trở thành người yêu của nhau. Thuê nhà sống chung nhưng không chịu đi tìm kiếm việc làm, cả hai bàn nhau trộm đồ đạc của cha mẹ hai bên, đem bán lấy tiền nướng vào những trò ăn nhậu, hút hít và đê đóm. Bị người lớn phát hiện, tìm cách ngăn chặn, cả hai rời quê lên thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương định nương nhờ người bạn, trước đó làm công nhân trong khu công nghiệp. Tuy nhiên, gần đây công ty của người bạn tạm ngưng sản xuất, người bạn này cũng phải tạm nghỉ, sống tạm bợ bằng số tiền trợ cấp thất nghiệp ít ỏi nên không có khả năng cưu mang. Không còn đường quay về, cả hai mang bán nốt chút nữ trang cuối cùng để thuê một phòng trọ ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Không chịu kiếm kế sinh nhai, chỉ muốn ngồi không hưởng thụ nên số tiền ít ỏi từ bán nữ trang nhanh chóng cạn kiệt. Để có tiền tiêu xài và ném vào trò hút hít, Nguyễn Thành Thông và Lê Thị Mỹ Anh bàn nhau tìm cách đi lừa đảo, trộm cắp xe gắn máy hoặc cướp điện thoại của người đi đường. Trong thời gian này, cả hai phát hiện nhiều người sử dụng các ứng dụng mạng xã hội kết bạn để làm quen với nhau và có nhiều trường hợp đã tiến đến hẹn hò. Lướt xong các trang này, Thông bảo với Mỹ Anh lập trang Facebook giống như người ta để dẫn dụ những thanh niên vào bẫy tình, và khi có con cá nào cắn câu thì lừa hẹn gặp ở một khu đất trống hoặc khu vực vắng người để Thông núp phía sau, thừa cơ ra tay, tấn công phủ đầu rồi cướp tài sản tẩu thoát. Ngay sau đó, cả hai đã lập trang cá nhân có đăng hình ảnh của Mỹ Anh, rồi đăng tải thông tin đang cô đơn, muốn tìm bạn trai để tiến tới tương lai lâu dài. Chỉ vài ngày sau, trang cá nhân của Mỹ Anh đã nhận được khá nhiều tương tác từ một số thanh niên, nhưng Thông và Mỹ Anh đã loại bỏ hết, chỉ chọn anh Nguyễn Trọng Cà để trò chuyện. Vì thấy anh này nói năng thật thà, chất phác nên có thể dễ đưa vào chồng. Sau vài ngày buông lời đong đưa mùi mẫn, để anh Ca tin rằng mình đã lọt vào mắt xanh của cô gái muốn hẹn hò. Khoảng 10 giờ đêm 30 tháng 7, Mỹ Anh nhắn tin than thở đang buồn chán và cảm thấy cô đơn, muốn gặp anh Ca tâm sự để giải tỏa. Khi thấy anh Ca nhận lời, Thông bảo với Mỹ Anh chờ đón anh Ca, còn mình tìm đến một khu đất hoang vắng trên đường Thuận Giao, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An núp sẵn. Gặp nhau, Mỹ Anh leo lên phía sau xe mô tô, rồi bảo anh Ca chở lòng vòng trên đường hóng gió. Và đến gần 1 giờ sáng hôm sau, thì bảo anh Ca rẽ vào bãi đất trống trên đường Thuận Giao để tâm sự. Khi vở kịch đến hồi gay cấn, thì Mỹ Anh ra ám hiệu để Thông xông ra, dùng bột ớt tạt vào mặt anh Ca, sau đó lấy vật sắc nhọn thủ sẵn trong người tấn công. Bị anh Ca vừa hô hoán vừa chống trả quyết liệt, sợ bị bại lộ, Thông xông vào tiếp tục xiên anh Ca thêm nhiều nhát, cho đến khi anh này đổ gục xuống đường bất tỉnh. Cả hai bàn nhau kéo anh Ca ném vào bãi đất trống cách đó không xa, rồi cướp xe mô tô tẩu thoát khỏi hiện trường. Sau khi nghe ngóng tình hình, biết cơ quan công an đang chĩa tầm ngắm vào mình, cả hai không về phòng trọ lấy đồ mà chạy thẳng về hướng miền Tây. Trên đường chạy trốn, cả hai căng mắt theo dõi, nếu thấy công an thì tìm cách né tránh, đồng thời tìm cách liên hệ với một người bạn cũ, đưa vượt biên sang bên kia biên giới. Đến tối ngày 1 tháng 8, khi cả hai đang tìm cách thoát khỏi địa bàn tỉnh Tiền Giang để thẳng tiến An Giang thì bị chặn bắt. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.